huấn luyện viên đội tuyển Futsal Việt Nam nói lời xúc động sau hành trình World Cup. Sau khi đội tuyển Futsal Việt Nam kết thúc hành trình tại World Cup Futsal 2021, huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Ở trận đấu giữa đội tuyển Futsal Việt Nam gặp tuyển Nga thuộc vòng 1/8 World Cup Futsal 2021 vừa diễn ra đêm qua 22 tháng 9, huấn luyện viên Phạm Minh Giang không trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ trên sân do anh dương tính với virus SARS-CoV-2 qua lần xét nghiệm định kỳ trước mỗi lượt đấu của giải. Đấy là lý do mà trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh là người trực tiếp cầm sa bàn trong trận này. Dù huấn luyện viên Phạm Minh Giang không có mặt, nhưng dấu ấn của anh trên sân vẫn rất rõ rệt. Toàn đội vẫn phòng ngự chặt chẽ và phản công sắc bén đúng phong cách của vị huấn luyện viên này. Sau trận đấu, huấn luyện viên Phạm Minh Giang chia sẻ về tình hình của mình. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi. Hiện sức khỏe của tôi vẫn tốt và không gặp vấn đề gì. Tôi cũng xin chúc mọi người luôn mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Ngoài dấu ấn về mặt chiến thuật, huấn luyện viên Phạm Minh Giang còn tạo dấu ấn cho người hâm mộ qua cách ông chuyển lửa cho các cầu thủ với lời kêu gọi các cầu thủ thi đấu nỗ lực đầy ý nghĩa trong trận đấu với Cộng hòa Séc ở cuối vòng bảng. Trong trận gặp đội bóng Đông Âu diễn ra ngày 19 tháng 9 nói trên, huấn luyện viên Phạm Minh Giang hét to để khích lệ toàn đội ngay trước giờ bóng lăn, vì người hâm mộ, vì gia đình, vì Việt Nam. Cố lên. Thực tế ở trên sân cũng cho thấy, các cầu thủ của huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã thi đấu nhiệt tình và quả cảm như thế nào. Vòng chung kết World Cup Futsal 2021 là giải đấu hết sức đáng nhớ với đội tuyển Futsal Việt Nam. Đây là lần thứ hai chúng ta dự một kỳ vòng chung kết giải vô địch thế giới, lần thứ hai chúng ta giành vé vào vòng 1 trên 8, với ấn tượng còn mạnh hơn lần đầu tiên cách nay 5 năm. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang chính là huấn luyện viên đội đầu tiên trong lịch sử futsal Việt Nam, đạt được những thành tích đấy năm 2016. Đội tuyển futsal Việt Nam lọt vào vòng chung kết World Cup và vào vòng 1 trên 8 nhờ công của huấn luyện viên Bruno Garcia, người Tây Ban Nha. Công của huấn luyện viên Phạm Minh Giang với đội tuyển futsal Việt Nam dĩ nhiên rất lớn, nhưng sau khi khép lại hành trình tại vòng chung kết World Cup futsal 2021 tại Lithuania, vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn đầy khiêm tốn vị huấn luyện viên này phát biểu, xin thay mặt toàn thể đội tuyển Futsal Việt Nam, gửi lời cảm ơn chân thành đến những nơi đã giúp đỡ và tạo điều kiện tốt nhất cho đội trong quá trình tập huấn cũng như thi đấu giải. Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người hâm mộ Futsal nước nhà đã luôn cổ vũ và đồng hành cùng đội trong suốt thời gian qua. Hy vọng mọi người sẽ yêu mến Futsal và tiếp tục là động lực, tiếp lửa cho đội tuyển trong tương lai huấn luyện viên Phạm Minh Giang nói thêm.